người bóng lên của Gabriel, bóng chạm vào người của đồng đội và nó vô tình trở thành cơ hội dành cho Obi Wan Kenobi. Suýt chút nữa thì pháo thủ lâm vào bế tắc. Kai Havertz, Jesus, câu trả lời đó sẽ là Saka. Martinez cũng đã từng làm nên một hình ảnh và có lẽ người ta có thể nói về kết quả cuối cùng tại World Cup. Nếu như không có cái khép chân theo kiểu của Martinez thì Argentina đã không thể vô địch. Họ có thể trải qua một trận thua đau nhất trong lịch sử World Cup của mình. Và điều quan trọng hơn đó là trước cái bàn danh giá. Red Boy vẫn là Red Boy. Saka, Saka vẫn không vào. Chào hôm nay.